Gia Nguyễn thừa nhận sai lầm khiến Kim Ngân nhiều lần nổi quạo, hiện tại phải cầu cứu sư cô ẩn danh. Trước tình trạng nhiều người bắt gặp Kim Ngân đi lang thang chửi bới trên đường, có người kể lại, có người còn có cả video ghi hình. Và mới đây nhất, theo chia sẻ từ phía một nhà đài được sư cô ẩn danh thường xuyên gửi video của Kim Ngân để đăng lên, nhà đài chia sẻ sư cô ẩn danh hiện tại là một người mà Kim Ngân tin tưởng. Thậm chí nhiều lần nữ ca sĩ nổi nóng, bực bội ở ngay tại nhà, thì em họ Gia Nguyễn đã phải nhờ sư cô tới, đưa Kim Ngân ra ngoài để xoa dịu. Thông tin này được cung cấp từ một nhà đài lớn, chính vì thế khả năng rất cao chuyện này là có thật. Nhiều câu hỏi đặt ra rằng, không biết tại sao, từ trước đến nay mối quan hệ của Kim Ngân và Gia Nguyễn khá tốt đẹp. Bằng chứng là việc Kim Ngân đã chịu ở nhà Gia Nguyễn được gần một tháng. Vậy thì lý do gì khiến Kim Ngân nổi giận như vậy? Có phải là do tính cách của Kim Ngân không thể ở đâu quá lâu hay không? Hay là gia đình Gia Nguyễn đã làm điều gì đó khiến Kim Ngân phật ý? Giải đáp thắc mắc này cho quý vị khán giả. Chính Gia Nguyễn đã thừa nhận và nói ra sai lầm khiến Kim Ngân nổi giận. Cụ thể Gia Nguyễn nói như sau. Thấy nó đi đâu đường già thì mới thấy một hai lần quay phim nghe thấy thực sự nói thấy vậy nó cũng không tốt cho Kim Ngân. Thực sự Kim Ngân không thích quay phim, nói thẳng nhiều khi đang nói chuyện mà quay phim thì cũng thích, thì rất là sắc sảo. Già thì quay thì không nói nên chị trở tình trạng như vậy, chứ không chỉ gì đang hồn nhiên sẽ nói lung tung. Mình quay phim cái là xin ngân liền, đó là sẽ biết là khi mình đã đóng kín là sẽ biết là xin ngân mọi thứ sẽ trở thành khác liền. Nên mình cứ để là mình tự nhiên như hơn. Mình cứ ép hoa rít á, mỗi ngày xin sẽ nổi vào, xin sẽ bật lên. Đúng là trên thực tế, dù không ít lần Gia Nguyễn chỉ trích Thúy Nga trước truyền thông về việc quay hình Kim Ngân, anh này cho rằng chính con gái ruột ca sĩ Kim Ngân không hề muốn mẹ của mình xuất hiện trên các mạng xã hội. Nhưng bản thân Gia Nguyễn sau khi đưa Kim Ngân về lại là người chủ động ghi hình hình Kim Ngân để gửi cho một vài kênh khác đăng lên. Như Gia Nguyễn đã nói, có thể trong lúc Kim Ngân không muốn mà có ai đó đưa máy quay lên thì nữ ca sĩ hoàn toàn có thể nổi giận. Đó là sự thật. Không biết rằng ngoài chuyện ghi hình thì còn nguyên nhân nào khác hay không? Có vẻ như bước đầu người em họ Gia Nguyễn cũng được nếm trải những vất vả khi đưa Kim Ngân về nuôi, trái với những phát ngôn chăm sóc Kim Ngân rất dễ hay là Kim Ngân rất vui vẻ và thoải mái khi ở nhà anh ta. Bởi vì cho tới hôm nay, khi chuyện về sư cô ẩn danh được tiết lộ ra thì mọi người mới biết được sự thật. Đã nhiều lần Kim Ngân nổi nóng, bực bội ở chính nhà Gia Nguyễn, khiến Gia Nguyễn đã phải gọi điện cho sư cô ẩn danh, nhờ sư cô đến để xoa dịu và đưa Kim Ngân ra ngoài đi chơi. Có thể thấy rằng Gia Nguyễn hoặc vợ quá bận nên không có thời gian xoa dịu giúp Kim Ngân bình tĩnh trở lại, hoặc vì Gia Nguyễn không thể làm gì hơn vì nảy sinh những mâu thuẫn nào đó hay không. Vì gần đây xuất hiện nhiều người bắt gặp hình ảnh Kim Ngân lang thang và bắt đầu chửi bới nhiều trở lại, khiến không ít khán giả đặt ra một dấu hỏi lớn, liệu mối quan hệ hiện tại của Kim Ngân và gia đình em họ Gia Nguyễn còn tốt đẹp như trước hay không? Hy vọng trong thời gian chờ nhà mới, Kim Ngân giữ được tinh thần vui vẻ với gia đình em họ Gia Nguyễn để tránh trường hợp xấu, Kim Ngân nổi giận và lại rơi vào cảnh phải đi lang thang. Gia Nguyễn tuyên bố đã nhắn cho mẹ ruột ca sĩ Kim Ngân, mời mẹ Kim Ngân đến xem cuộc sống của Kim Ngân tại nhà Gia Nguyễn. Kể cả không dám gặp, thì đứng nhìn từ xa cũng được. Xem nuôi Kim Ngân có đơn giản hay không? Anh này nói rằng thật sự khi mang Kim Ngân về nhà chỉ cực thêm thôi chứ không được lợi lộc gì hết. Nếu mẹ ruột muốn, anh này sẵn sàng trả Kim Ngân về cho mẹ. Những gì hiện tại anh Gia đang làm chỉ là trách nhiệm của một người trong gia đình thôi, chứ bản thân Gia Nguyễn không hề muốn. Là một người mẹ, tại sao lại phải để cho người ngoài lo, tin tưởng người ngoài mà không tự mình hoặc cùng gia đình đứng ra? Anh này tiếp tục khẳng định Kim Ngân ăn uống không đáng là bao, nhưng đi shopping với Kim Ngân thì có tốn tiền thiệt, mọi chi phí đều do Gia Nguyễn bỏ ra. Gia Nguyễn nói thêm cô hương bên vực Thúy Nga, tin tưởng Thúy Nga chỉ qua vài video, thì bây giờ Gia Nguyễn sẵn sàng trả Kim Ngân cho cô và Thúy Nga lo, thử tới gần xem có tiếp xúc được hay không. Từ trước đến đây và cả bây giờ Gia Nguyễn không tranh giành gì cả. Ai lo được cho Kim Ngân bây giờ thì Gia Nguyễn nhường cho làm đó. Nhưng Gia Nguyễn cũng lớn tiếng nói,
những hay cẩn thận, vì anh Gia Nguyễn cho rằng, thời điểm này mà Kim Ngân gặp Thúy Nga hay mẹ ruột, chắc chắn sẽ hóa điên, vì Kim Ngân rất sợ hai người này. Gia Nguyễn từng tố Thúy Nga lên kịch bản, biến Kim Ngân thành con rối khiến anh bực bội và phẫn uất vô cùng. Trước những câu chuyện như Kim Ngân không muốn lại gần Thúy Nga vì Kim Ngân sợ Thúy Nga mang tiếng, Kim Ngân thương Thúy Nga, Gia Nguyễn cho rằng Thúy Nga đang nói xạo, không nói thật và dẫn dắt câu chuyện theo hướng Thúy Nga muốn. Nào là bị người này người kia hãm hại, đó toàn là những câu chuyện vu khống Thúy Nga dựng lên, không đúng một chút nào hết. Thúy Nga uống công sự thật, đó là điều khiến tôi rất bất bình và phải lên để nói cho mọi người biết sự thật là như thế nào. Vậy thì không biết rằng, nếu một ngày Kim Ngân bỏ đi khỏi nhà Gia Nguyễn, thì Gia Nguyễn sẽ giải thích thế nào? Hay anh lại nói rằng, Kim Ngân thích cuộc sống như vậy, bởi vì, từ trước tới nay, không ít lần Gia Nguyễn đã khẳng định rằng, Kim Ngân thích ở đâu là quyền của cô ấy, không ai có thể ép buộc được. Ông Gia chia sẻ thêm, chỉ họ của mình tự tìm đến đây, thì cũng có thể tự đi. Người này khẳng định thêm, thậm chí trong thời gian này, sẽ để cho Kim Ngân thích làm gì thì làm, và đi đâu thì đi. Cho Kim Ngân tự lo và tự do, ông Gia chia sẻ, để mọi thứ tự nhiên và tùy duyên và cho rằng, làm như vậy mới được Kim Ngân tin tưởng. Em họ Kim Ngân giải thích về sự việc Kim Ngân hay đi lang thang những ngày qua. Gia đình ông Gia không muốn áp lực ảnh hưởng đến Kim Ngân nhiều, nên để chị họ tự do, muốn ăn thì ăn, muốn đi đâu cũng được. Không đặt vấn đề là Kim Ngân thích ăn gì hay cần ăn gì, mà để Kim Ngân tự do. Kim Ngân có thể tự lo cho mình được, nên theo ông Gia, không có gì phải lo lắng. Đừng tưởng những gì mình muốn làm là giúp cho Kim Ngân. Phải đặt câu hỏi là Kim Ngân muốn gì. Ông Gia cũng nói rõ trước truyền thông rằng, sở dĩ ông lo cho Kim Ngân, vì không có quyền chọn lựa, vì Kim Ngân là người thân, nên ông này sợ mang tiếng gia đình nên mới gánh trách nhiệm lo cho Kim Ngân thôi. Ông Gia chia sẻ thêm, Kim Ngân có cách sống riêng của chị ấy, Kim Ngân cần ăn thì mình cho ăn, cần đi đâu thì ông Gia đưa đi, cần nói chuyện thì mình lắng nghe, chứ không có chuyện là phải đưa Kim Ngân đi shopping, vô mua những đồ giá trị cao. Theo ông Gia thì Kim Ngân thực sự không thích những điều đó. Từ nay Gia Nguyễn sẽ để Kim Ngân tự do và làm những điều Kim Ngân muốn, không cần nhắc nhở hay ép Kim Ngân làm gì hết. Kim Ngân có thể không về, có thể ngủ ở bất cứ đâu mà Kim Ngân muốn, không cần ăn uống sang chảnh hay shopping. Nói đơn giản rằng, dù không hề muốn, nhưng nếu Kim Ngân chọn cuộc sống như người vô gia cư, thì Gia Nguyễn cũng không thể can thiệp. Dù biết cũng có không ít khán giả chưa đồng tình và để lại rất nhiều ý kiến trái chiều, nhưng mong quý khán giả hay phản biện một cách văn minh, vì Thúy Nga cũng đã từng lên tiếng rằng, mong tất cả mọi người không nên công kích bất kỳ ai để tránh làm tổn thương người khác, và họ sẽ không có cớ để nói rằng, đó là fan của Thúy Nga. Fan của Thúy Nga thế này thế kia. Video đến đây là hết. Chúc quý khán giả một ngày mới thật nhiều may mắn và niềm vui.